Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn đếm chậm bước một điệu nhảy dân vũ dựa trên nền nhạc của bài hát Ngày Mai Anh Lên Đường. Bài này chỉ đi theo một hướng. Để tiện theo dõi, mình sẽ đứng cùng hướng với các bạn. Phần dạng nhạc, mình sẽ đi 2 lần 30 bước sang phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 3 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 3 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Và phần chính bên phải trước. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 5, 2, 3 và 4, quả chám chân trái lên, 5, 6, 7, 8, nháy, cha cha, chân phải lên, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ba và hai, ba và bốn, năm và sáu, bảy và tám, một, hai, ba, bốn. Phần dạo nhạc lại đi 30 bước và các bạn lại đi tiếp, lần hai cũng y như vậy. Chúc các bạn có những bước nhảy đẹp. Cảm ơn các bạn.